tiên là sáng con về nhà nhá, nhìn con sáng nó đẹp hơn nhá. Ủa vàng đẹp hơn nha, nhìn màu vàng vàng đẹp hơn à? Sáng đẹp hơn đấy. Tóm lại là cả hai con đều đẹp cùng trộn mà cả nhà. Đấy, cả nhà nhìn nếu ạ, ấy cái dòng này Hùng nuôi gọi là dòng vẹt lấp bớt cả nhà. Như dòng này thì không nói được như là những cái dòng khác, nhưng mà rất là quấn chủ, rất là thân thiện luôn cả nhà. Con sáng với lại con vàng, hai con này là ban đầu là không phải Hùng mua đâu cả nhà. Lúc đầu Hùng cũng định mua một con màu xanh nhưng mà chưa có thích lắm. Đấy, mà lại bạn của Hùng lại thích hai cái màu này, rất là năng nặc mua về cho bằng được để nuôi, nhưng mà không có thời gian cho nên là nhờ Hùng chăm sóc, nhưng bây giờ thì nó để lại cho Hùng luôn rồi. Đấy, hai con luôn cả nhà nha, rất là yêu, và suốt ngày nó chỉ thích là hai con lên tên chỗ vai này thôi, nó cứ nghịch tên này thôi. Để mà nuôi hai con chim này thì việc đầu tiên không thể thiếu đó là một cái lồng cả nhà nhé. Lồng này thì lồng bằng dạng kẽm bằng thép ấy. Bên cạnh đấy là có những cái cống nước này, rồi là có một cái chỗ để nước để cho vẹt tắm, cái cầu đứng, và một cái vỏ dừa thì là bên Hùng uống, rồi sau đó là làm một cái ổ để cho vẹt ra vào cả nhà nha. Mà không thiếu những cái đồ chơi này cho vẹt nha cả nhà, cho nó xả stress. Đấy, ở trong này thì cũng đã lắp cái chuông hay là những cái cầu để cho vẹt ở trong chuồng thì vẫn có thể là vui đùa chơi được cả nhà nha. Và thỉnh thoảng thì Nhau cũng rất là hay cho ra ngoài luôn. Đồ ăn dành cho vàng và sáng đó chính là bột chuyên dành cho chim cả nhà nha. Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Và không thể nào thiếu hạt nha. Vẹt rất là thích hạt nha cả nhà, nó rất là thích hạt luôn. Ăn mỗi cái hạt đấy. Vẹt này thì mặc dù là cái hạt nó bé tí nhưng mà nó nhằn nó vẫn ra cái vỏ của nó cả nhà nhá. Nó rất là thích cắn hướng dương á. Hướng dương thì cũng có mua cái loại hướng dương xay nhỏ chuyên cho vẹt luôn. Ai hồi đầu xin nuôi chim thì không cho cả nhà đấy, còn bây giờ thì là thích chơi với chim lắm, cưng lắm, ngày Hùng ra rìa rồi. Thế còn gì nữa, tên rảnh gái lại cho chim ra chơi, chạy khắp nhà rồi lại cho lên vai, là đi ăn hoặc là đi xuống nhà gì cũng cho đi theo. Ai bảo anh thế? Bảo này chứ. Hả? A few minutes later. Úi giời ơi, 11 giờ rồi, nấu ăn rồi em. Ôi, em cho bà đi xem. Khi nào cũng bảo nó chán, cứ người bảo không cho người ta nuôi. A few minutes later. Em không cho anh đi cúc cái nó bị đất ra rồi. Em đang móc áo cho vàng đi sáng rồi, anh tự làm đi. Lại vàng đi sáng.